Không chỉ được coi là thượng thảo dược và được tôn xưng là thần dược trị bách bệnh, đồng trùng hạ thảo còn là dược liệu hạng nhất lành tính và không gây bất kỳ tác dụng phụ nào nên phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Hiện với kỹ thuật tân tiến, đồng trùng còn được kết hợp với collagen hay sâm tố nữ để giúp sáng da và chống lão hóa cho chị em, kết hợp với ba kích giúp bổ thận tráng dương, kết hợp với các vị sâm quý để tăng đề kháng, bổ phổi, xương khớp. Bạn không cần phải đi đâu xa để được tư vấn tận tình và nhận những sản phẩm chất lượng uy tín như vậy khi đến với showroom Đông Trùng Hạ Thảo Thiên Phúc tại địa chỉ số 50 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng. Với đa dạng các sản phẩm từ dạng nguyên bản sợi nấm sấy khô đến các dạng chế phẩm như viên uống, nước, rượu, giá cả được niêm yết và bao một đổi một với sản phẩm lỗi, chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.